Đây, xin chào bên em mới coi nào bonsai bên. Thì đến lần lượt giới thiệu bên em một số cây hạ châu bị suy mà khi mình cứu. Hôm nay mình quay tiếp cho bên em tiếp phần 2 mình cho anh em xem. Mình nói thêm một số vấn đề anh em ha. Thì anh em nhìn thấy hai cái này nè ha. Một bên này nè, anh em ha, bình nè. Bình nè ha anh em ha. Đây là một số cây của khách. Đó, để chơi bắt đầu giờ suy rồi. Ta bỏ dục với nhau với anh em, tiếp lấy về trong lại nha. Số anh em ta cho vào luôn. Giờ khó cứu được rồi, nó mình thấy không, bệnh nè. Thì giờ mình về mình chuyển qua đất Agayama, đất Agayama mình để trong mát và mình lấy bịch ni lông mình trùm lại, còn không trùm cũng được anh em ha. Lấy những bịch bóng mình trùm lại thì đến hôm nay thì nó đã sống rồi, đứt nè những cái mầm non này, nhưng mà nó sống thì nó cũng đã bỏ được, nó bỏ đi những cái chi chốt này rồi anh em thấy chưa. Bởi vì bản thân của nó là nó rất là dè, ngồi tự nhiên nó có lũa luôn. Mà anh em chơi cái chuyện lũa này không có dẫn đến nó chết nha quý anh em. Mà cái này do anh em chơi dơ, đất nó dơ quá. Chơi mà để đất nó dơ quá, xin lỗi quý anh em không chơi dơ mà là anh em không chơi dơ, xin lỗi. Nhưng mà nói đất nó dơ quá, anh em chơi đất nó dơ quá, bắt đầu cái là tưới nước vô là bắt đầu cái nó nổ sinh sinh lên. Nhưng không có thoát nước được, không có thoát. Cái dinh dưỡng trong này là không có đủ nuôi cho cây, bắt đầu là nó quay lại nó làm cho bộ rễ còn dưới hư hết, bộ rễ hư cây nó không có ăn á anh em. Bắt đầu nắng cái này nó thoát hơn nước, còn nắng hết nó thoát hết, bắt đầu là nó hư, nó suy rồi nó sinh ra bệnh nè. Bây giờ anh em thấy không, những cái phun thuốc và những cái lá bệnh sau của nó nè, lá bệnh sau của nó này hầu như là nó sẽ rụng đi nha, tự nó rụng luôn, không mình lặt cho nó. Bắt đầu là nó còn giữ lại những cái đọt lá non, anh em thấy không, lên đọt lá non và cây này đã tỉnh anh em ha. Đây là một cây trường hợp tiêu biểu cơ bản về cái dòng cây là nó bị suy và chúng ta chuyển chậu thì nó thành công, nhưng mà thành công mức rất nguy hiểm, có nghĩa là không thành công 100% chắc chắn nó sẽ bỏ tay chi. Nếu anh em bấm rễ nó là nó chết, còn để rễ nguyên thì cũng số nó sẽ bỏ tay chi, nó bỏ canh thì chắc chắn phải bỏ thôi, chắc chắn phải nuôi lại, phải chấp nhận đó. Thì nên anh em mua là phải mua là chuyển qua đất Agayama Nhật, còn không thì anh em coi clip mình hỗ trợ mình chuyển qua đất thường như quý anh em, mà đất Nhật rất là mát, những cây mà từ 2 triệu 3 triệu trở xuống ít khi mà vô đất Nhật lắm. Đấy. Để số lần mình trồng vẫn là cát, cây rễ vuông mình cũng vậy đó, hàng chuyển nhượng thì buộc anh em phải về thay thôi. Đấy, còn không thay thì mình hỗ trợ thay, còn hàng từ trên 5 7 triệu trở lên bắt đầu mình mới chuyển qua đất ở nhà mẹ đất Nhật cho quý anh em ha anh em ha. Nó thì những cái lưu ý của mình vậy. Ở đây. Cái thứ hai là một cái hiện tượng về vàng lá này không phải ngồi độc phân mà cũng là đất trong phân dơ quá, có nghĩa là anh em mình vô phân trong đất nó rất là dơ, nghĩa là cũng là những giống như trường hợp ngộ độc phân, nhưng mà không phải là mình bón phân, mà cái này là anh em vô các loại phân chuồng, phân hữu cơ, phân vi sinh nè, nó bị hư cây mình đất cũng bỏ nè. Anh em thấy không, cái cây nó lắc rất là đẹp, hai thân nó cao lắm nha, vì mình cưa bớt rồi đó, nó chết mình sợ mình cưa bớt rồi đó, cái thân này xấu mình cưa bớt thì nó chết nè, anh em thấy không, nó chết tới đây nè, cái mạch thì vẫn còn sống, cái củ thì vẫn còn sống nha quý anh em, nhưng mà nó chết đó, mình về mình chuyển lại đất Nhật mình để dưới bóng mát nè ha, mình nuôi nó, anh em thấy chưa? Trời. Thì cái quá trình mà để cái cây của mình nè nó phục hồi nó rất là khó khăn. Đó. Khi mà anh em mình chơi bình thường anh em mình nói vậy á, chứ mà khi mình tới giai đoạn mà anh em mình không biết, có nghĩa là mình không biết cái cách để mình thay đất, mình cứ để gọi là mình chơi để cái kiểu là gọi là không chuyên nghiệp, nghĩa là dân amateur mình chơi gọi là chơi để trải nghiệm thôi, thì rồi nó suy nó hư, thì chấp nhận là mình vứt cây hoặc là cứu được thì cứu được thôi, dục nhau với anh em quên là hư một cái tác phẩm của người ta. Đó. Thì nên khi lưu ý thì nó sống nước lá mới, nên là khi mà anh em mình chơi cái dòng cây này hạ châu này thì thứ nhất là anh em phải có một cái tiền đề về cái đất nó là cái quan trọng đầu tiên để cây nó khỏe mạnh, và một cái tiền đề thứ hai là nắng nước và phân, thì chúng ta phải bón phân nó hợp lý, không phải chúng ta cứ bón bừa bón theo cái cảm tính. Ví dụ như hôm nay ta bón một chút mình, cái cảm giác của con người mình á, mình đâu có hiểu được cây đâu, mình cái cảm giác mình là mình bỏ một chút mình vẫn thấy là ít, mà mình tưới một mình pha một ít thuốc Atonix, mình tưới một gáo thì mình vẫn thấy là ít, mình phải tưới thêm một gáo để cho nó chạy rộng rộng dưới đấy, thì nó không đúng quy trình, nên em hãy lưu ý ha. Thì anh em là cũng bị trường hợp đó, cái ngày trước mình chơi cây mình cũng bị, mình tưới một chút mình ít quá tưới thêm, mình phun cái thuốc trị bệnh cho nó, mình phun mình cố gắng ráng mình phun cho nhiều, nhưng mà nó không đúng với em, phun sơ vậy thôi là nó chín vô đó, rồi bữa sau mình phun lại tiếp một lần nữa vậy đấy, chứ không phải mình phun luôn một lần là nó hết đâu đó. Thì cái kể cả bón phân, phun thuốc, thay đất ha, và để nắng cho cây và những cái vấn đề khác, đặc biệt là trong vấn đề về đất, thì anh em mình lưu ý mình nói vấn đề này miết, nhưng mà mình chia sẻ số kinh nghiệm để quý anh em mình rút ra những cái bài học đó. Mình quý dần lấy dần chứng cho quý anh em, nó suy rồi cái là coi như là tụt hết cho hết cây nào, cây lớn của mình, nãy mình quay hai cây lớn hôm trước
Hôm trước mình lên clip mình quay hai cây lớn của mình hôm trước vậy thôi. Nó suy một cái là suy suy luôn, suy một cái là suy tàn luôn, nghĩa là không thể nào mà phục hồi được quý năng mà. Những cây mà nó vàng lá nè, anh em chuyển qua đất Nhật á thì bắt đầu nó ít khi bỏ lắm. Còn những cây mà nó bị suy về cành, suy về bệnh nè, nó suy về tùm lum nè, là anh em chuyển qua một cái môi trường đất Nhật khác để mình cứu sống nó, chứ còn không nó cũng chết thì nó ưa bỏ. Thì hai cái trường hợp này thì anh em mình sẽ rút ra những cái kinh nghiệm cho mình và nuôi cây hải châu. Nó rất khó nha, chứ không phải dễ đâu. Nhưng khi anh em mình hiểu được nó rồi thì rất là dễ anh em ha. Đó, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần là môi trường đất tốt, dinh dưỡng đầy đủ, nắng là xong vậy thôi. Đơn giản, cái vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì khó cả, phức tạp cả. Chỉ có vấn đề về anh em mình lười và mua chơi trải nghiệm nhưng mà không chăm sóc, cứ bỏ bừa vứt vô trong một cái xó nào đó, chỉ mà chờ nó mong muốn nó mới có quẻ cái đồ thì thôi. Thì tốt nhất anh em đừng chơi, chơi là tốn tiền phí tiền của anh em thôi. Thì đó là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình. Anh em cần nhu cầu hỗ trợ tư vấn alo với số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em.